Xe Mercedes-Benz 300 SL Roadster bị chủ nhân bỏ rơi 40 năm vẫn có giá 25 tỷ, Mercedes-Benz 300 SL Roadster bị bỏ xó suốt 40 năm được tìm thấy sau khi chủ nhân của nó qua đời. Khi một thành viên trong gia đình qua đời luôn, để lại những khoảng trống và nỗi mất mát cần nhiều thời gian để bù đắp, đôi khi người đã khuất sẽ để lại những món đồ giá trị, đặc biệt đó là một chiếc xe trị giá triệu đô la. Trong khi xem xét các đồ đạc của một thành viên trong gia đình mới qua đời, để lại một gia đình ở miền Tây nước Mỹ đã tìm thấy chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 bị bỏ quên suốt 40 năm. Câu chuyện về chiếc xe này dường như bắt đầu vào những năm 1970. Người đàn ông không rõ danh tính say mê chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster sau khi được lái thử chiếc xe của anh trai mình. Người này đã săn lùng để mua được chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster cho riêng mình, cuối cùng anh ta đã tìm được chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ. Năm 1976, người này chính thức sở hữu chiếc xe mui trần này. Chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đã gắn bó với người đàn ông suốt 14.558 dặm khoảng 23.428 km trước khi nó được cất vào kho một cách bí ẩn ở Indiana khoảng năm 1980. Kể từ đó, chiếc xe hoàn toàn bị bỏ rơi cho đến khi chủ nhân của nó qua đời. Sau khi, được tìm thấy, chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960. Được gia đình chủ xe bán cho công ty chuyên về xe hơi cổ Gawing Moto K có trụ sở. Tại thành phố New York, Mỹ, khi giải mã số khung gầm, công ty này phát hiện chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 từng được sơn màu xanh xám black brown cực hiếm với nội thất màu xanh dương, chủ cũ chiếc xe đã sơn lại chiếc xe màu bạc cùng với việc bọc lại nội thất màu đen. Dù những sự thay đổi này của người chủ cũ khiến chiếc xe bị giảm giá trị, chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 vẫn là một trong những chiếc xe đắt giá nhất trên thị trường hiện nay. Dễ hiểu, vì Mercedes-Benz 300 SL Roadster vốn được coi là một trong những chiếc xe thể thao đẹp nhất từng được chế tạo và cũng chỉ có 249 chiếc 300 SL Roadster được sản xuất năm 1960 trong tổng số 1458 chiếc được xuất xưởng. Với tình trạng của chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 này, nó được coi là một viên ngọc thô Công ty sở hữu chiếc xe đang chào giá 1 triệu đô la khoảng 25 tỷ đồng, liệu có ai bỏ ra số tiền như thế để mua một chiếc xe không thể chạy? Nhưng với một chiếc xe đặc biệt như Mercedes-Benz 300 SL Roadster, thì việc bán nó với giá triệu đô la cũng không phải là việc khó. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.